Cả nước đã thu hoạch được gần 400.000 ha lúa hè thu với năng suất ước đạt 6,2 tấn một ha. Nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới đang tăng lên, khiến nhiều doanh nghiệp dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào cuối năm nay. Hiện giá xuất khẩu bình quân gạo 5% tấm là 600 USD một tấn và loại 25% tấm là 544 USD một tấn. Dù thấp hơn mức giá hồi đầu năm nhưng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng khoảng 30-35%. Philippines, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn là những thị trường tiêu thụ chính của gạo Việt Nam. Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới, nếu Ấn Độ bãi bỏ, nới lỏng chính sách xuất khẩu gạo, thì giá gạo trên thế giới điều chỉnh giảm xuống là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhu cầu về gạo của các nước trên thế giới hiện nay vẫn ở mức cao và chúng ta vẫn có thể thúc đẩy xuất khẩu gạo từ nay tới cuối năm.